Thế hôm nay mình sẽ cho mấy bún mèo nhà mình ăn các bạn, ăn chiều. Mèo đây, mèo hoài. Đây còn miếng cơm mà chưa ăn hết này, nghe cái gì. Này thiếu nữ phết rồi. Thấy chưa, dài to phết rồi. Gì, cái ít nước cá các bạn. Cho nó cho mèo. Đây là bò nhá. Bò đi cho. Cho chó này, hôm nay chưa ăn hết chỗ này đi. Bảo vụn các bạn ạ. Bên này mình thấy chó nó cũng ngán bò ấy. Mà thôi cho cái này cho ăn nốt đi. Chuẩn ít nước cá mà chắc nó cũng ăn. Đấy, ít cơm rồi cho ăn nốt cái bò đi. Cái này dẻo quá vậy. Nước này mày mình nấu đầu cá cho con mèo mà. Đây thì đây. Nốt vào cho. Không có mặn không. Thế thì bữa mai ăn cái khác. Đây. Mèo mèo hoài. Mèo 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 mèo. Cho con miếng này. Ăn này không. Ăn quá trời ăn. Chưa thấy mập lắm đây. Ồ, ăn ạ. Đấy, ăn đi. Nóng hả? Ồ, nó... Ăn ở trong nó sạch, không ăn đi tha ra ngoài đất. Mèo này. Đây, nó tha ra đất ăn mới chịu. Cho chúng nó vào chuồng các bạn. Vào chuồng nó còn ăn. Ngoài nhơi 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 này. Chắc chán bò rồi à? Hả? Con này. Ăn đi. Có vẻ nhơi. Không ham hố món này lắm. Đây, bạn này đi theo này. Đi kiếm trái chuối cho ăn nha, chuối cho cá ăn nha. Đấy, bạch bạch hết rồi này. Ồ, con cá cứ. Đây, hai bạn này ở trong đây. Đôi bạn thân, thương mến thương. Hả? Ôi mấy gà độc tảo bữa nay lông nó dài chưa rồi này, lông ống này dài ra được rồi này, có lông đuôi rồi đấy. À, thấy mấy con chó sủa thì bọn tụi vịt này ra nó ngan nó ra nó xem này, xem sủa gì này. Đấy. À, lại càng xem mấy con chó nó lại càng tức. À, cũng chiều tối rồi không có. Cái thái chuối được rồi, để thái chuối, mai thái chuối nhá. Mai thì được thái chuối được. Điện cơm chấm ngô vậy. Ngô. Hai bát đầy à mẹ? Hai bát đầy à? Nhiều thế.
ăn đi. Hôm nay gà kia không đẻ mày. Cái này thả nhiều không mày? Này được chưa mẹ? Thế thôi luôn. Băm được luôn thì băm luôn cho mẹ. Băm luôn chứ. Ta không dựng cái cây lên, dựng lên chỗ gấp rồi chứ. Nó rắc nước. Rồi là cây này để lâu rồi. Khô không có nước. Băm một cái thớt cho thớt, lấy cây thớt vào cả cây.